Chúa Nhật 30 Thường Niên năm a Cốt lõi của luật là lòng mến Khi nói về tình yêu, hẳn đã có quá nhiều người biết và định nghĩa về chúng Tuy nhiên, khi sống căn tính về tình yêu thì có lẽ không mấy người đạt được Đôi khi còn hiểu sai hay hành động lệch lạc hoặc phiến diện Vì thế, sự cao quý của nó đôi khi bị mất ý nghĩa. Tin mừng hôm nay được Đức Giêsu nói đến một thứ tình yêu hoàn hảo và phong phú. Hoàn hảo là vì khi yêu mến Chúa trên hết mọi sự thì chúng ta sẽ được kín múc nguồn lực để yêu mến tất cả mọi người không trừ ai. Phong phú vì giới hạn của tình yêu là không có giới hạn nào Thánh Augustino. Thật thế, mến Chúa và yêu người là hai mặt, nhưng chỉ có một tình yêu. Vì thế, nó không thể tách rời nhau, mà là hòa quyện lại với nhau để làm nên điều thiện hảo. Thứ nhất, mến Chúa gắn liền với yêu người. Những người biệt phái vốn đã có sẵn sự hiềm khích với Đức Giêsu có lẽ với người biệt phái, họ không mong muốn gì hơn là việc loại bỏ Đức Giêsu càng sớm càng tốt, cho đỡ ngang tai trái mắt. Bởi vì Đức Giêsu chẳng khác gì cái đó ngán chỗ của họ. Vì Ngài mà những người này đã phải mất ăn mất ngủ để tìm ra những mưu kế nhằm gài bẫy Đức Giêsu. Hôm nay, vẫn nằm trong ý định đó. Nên họ đã nhất trí với nhau là đề cử một người đại diện để đứng lên hỏi Đức Giêsu về điều răn nào là trọng nhất trong sách luật. Đây là câu hỏi khó, không dễ trả lời. Tại sao họ lại hỏi câu nói đó? Thưa, vì trong sách luật Mô-xê có tới 613 điều luật được chia thành 248 điều phải làm và 365 điều phải tránh. Tuy nhiên, ngay trong các nhóm của họ cũng bất đồng với nhau. Mỗi nhóm thích giữ một điều luật và cho điều luật ấy là quan trọng hơn cả. Như vậy, Đức Giêsu nói điều này hơn điều kia thì hẳn ngài sẽ làm phật lòng các nhóm còn lại và như thế không có lợi gì cho ngài. Tuy nhiên, lại một lần nữa, Đức Giêsu đã làm cho mục đích của họ bại lộ và phải câm miệng như nhóm Sa-đốc. Ngài nói: "Ngươi phải yêu mến Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi." Đó là điều răn lớn nhất và điều răn đứng đầu. Còn điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy là Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Tất cả luật mô xê và các sách ngôn sứ đều tùy thuộc vào hai điều răn ấy. Mắt hiêu chương 22, câu 37 đến 40. Khi nói điều răn thứ hai cũng giống điều răn ấy, Đức Giêsu muốn dạy cho họ một chân lý rằng Mến Chúa thì phải yêu thương anh chị em mình. Hai điều răn này luôn gắn liền với nhau. Kẻ nào mến Chúa mà không yêu người thì mâu thuẫn. Hay yêu người mà không mến Chúa cũng chẳng khác gì chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Thánh Gioan cũng nói trong thư của Ngài như sau. Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình người ấy là kẻ nói dối. Vì ai không yêu thương anh em mình mà họ trông thấy thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy. Do An chương 4 câu 20 Qua câu trả lời của Đức Giêsu chúng ta thấy có sự mới mẻ và phổ quát, không hàm hồ mà thực tế. Bởi lẽ Câu trả lời này đều được rút ra từ chính trong sách luật mô -xê và nó có sự liên đến với nhau mật thiết đến độ không thể bỏ một lấy một hay quan trọng điều này mà giảm khinh điều kia. Thật vậy, tình yêu thương là quan trọng. Thiếu đi tình yêu thương, chúng ta đánh mất đi cốt lõi của luật. Vì thế, Thánh Phaolô cũng quả quyết hiện nay đức tin, đức cậy, đức mến cả ba đều tồn tại. Nhưng cao trọng hơn cả là đức mến. Cô Đinh Tô chương 13 câu 13 Thứ hai, mến Chúa yêu người gắn liền với lòng bác ái và hy sinh. Như vậy, chúng ta đã nhận ra điều quan trọng trong toàn bộ lề luật, đó là lòng mến. Lòng mến này được thể hiện qua đức ái. Nếu không có đức ái, thì tình yêu của chúng ta sẽ chẳng khác gì một sự lừa bịp hay như trò khua chiêng gõ mõ. Khi nói về vấn đề này, Thánh Phaolô đã giải thích như sau: Dầu tôi nói được các thứ tiếng loài người và thiên sứ, dầu tôi được ơn nói tiên tri cùng biết đủ các sự màu nhiệm và mọi sự hay biết. Dầu tôi có cả đức tin đến nỗi rời núi được. Dầu tôi phân phát gia tài để nuôi kẻ nghèo khó, lại bỏ thân mình để chịu đốt, xong không có tình yêu thương thì điều đó chẳng ích chi cho tôi. Cô Đinh Tô, chương 13, câu 1 đến 3. Như vậy, Đối với chúng ta, những người công giáo, dấu chỉ để nhận biết chúng ta có yêu Chúa thật lòng hay không lại phụ thuộc vào tình yêu của chúng ta dành cho tha nhân. Và để nhận biết được tình yêu đó lớn hay nhỏ lại phụ thuộc vào đức ái được đặt để trong tình yêu. Thật vậy, đức mến tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, chịu đựng tất cả. Corinto Tô chương 13 câu 7 Khi yêu thương anh chị em mình cách chân thành, đấy là dấu chỉ chúng ta đang thuộc về Chúa. Vì Thiên Chúa là tình yêu, ai ở lại trong tình yêu thì ở lại trong Thiên Chúa. Và Thiên Chúa ở lại trong người ấy. Do An chương 4 câu 16 Còn nếu Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa Vì Thiên Chúa là tình yêu Do An, chương 4, câu 8 Nói cách khác, chúng ta biết yêu và có động lực để yêu Là vì chúng ta được Thiên Chúa yêu thương trước Thiên Chúa đã đổ tình yêu của người vào lòng chúng ta Nhờ Thánh Thần mà người ban cho chúng ta Roma chương 5 câu 5. Như vậy, ta cũng có thể hiểu tình yêu được khơi nguồn từ chính Thiên Chúa. Và ai có được tình yêu với tha nhân thì đã hội ngộ cùng Thiên Chúa và đã ở trong Ngài. Thứ ba, sống sứ điệp lời Chúa cả cuộc đời của đức giê là hiện thân của một cuộc tình giữa thiên chúa và loài người cuộc tình đó đức giê là người đi bước trước để đến với loài người tình yêu của ngài là một tình yêu hướng tha khi khai mở một cuộc tình như thế đức giê mời gọi mỗi người chúng ta hãy đi trên lộ trình của cuộc tình như ngài đã chấp nhận hy sinh phục vụ và hiến thân vì người mình yêu. Bởi vì không ai có tình thương lớn hơn tình thương của người hy sinh mạng sống mình cho bạn hữu. Do An chương 15 câu 13 Ngày nay có rất nhiều người lầm tưởng và nghĩ rằng Muốn nên thánh thì phải làm được những chuyện lớn lao, vĩ đại, siêu cuồn bạc chúng hay phải là một người đạo đức trỗi vượt, ăn chay quanh năm suốt tháng, sáng lễ, chiều kinh, tối chầu, rồi luôn tham gia hết hội đoàn này đến hội đoàn kia, hoặc ở đâu có hành hương là đầu tư tiền bạc để đi cho kỳ được. Những việc làm này thật đáng ca ngợi, bởi vì một cách nào đó thể hiện sự anh hùng, trung thành, tin tưởng tuy nhiên đây không phải là cốt lõi của đạo và đây cũng chưa hẳn là bản chất của sự thánh thiện thật vậy sự thánh thiện không hề bại ở việc tuân giữ giới luật của chúa bề ngoài bề ngoài thực sự chỉ có giá trị khi nó được thúc đẩy bởi lòng mến mà thôi nếu có lòng yêu mến chúa và yêu thương anh chị em thực sự thì những việc ta làm ở trên mới có giá trị bằng không nó sẽ vô nghĩa nếu không muốn nói là sẽ nguy hại cho linh hồn vì chúng ta sẽ dễ rơi vào tình trạng như những người biệt phái luật sĩ sống hình thức giả hình bên ngoài thiên chúa sẽ không căn cứ vào chuyện ta làm được nhiều hay ít đọc nhiều kinh cầu nguyện lâu giờ cũng như đi hết nơi này nơi kia nhưng Chúa sẽ dựa trên tình yêu ta đặt vào đó nhiều hay ít mà trọng thưởng chúng ta. Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con hiểu được rằng mọi sự sẽ vô nghĩa nếu không có tình yêu. Xin Chúa ban cho chúng con luôn luôn lấy tình yêu làm căn cốt để chúng con được ở trong tình yêu của thiên chúa amen